Yeah, đây là đáp án bài trước này. Get search keyword có cũng được, không có cũng được. Nếu mà không có thì keyword bằng trống, chúng ta tiến hành có một cái biến list post bằng cái model post where title line %% keyword. Thì các bạn hãy lưu ý cho tôi một cái là trong trong MySQL, nhớ nhá, trong MySQL của chúng ta thì khi chúng ta search line thì nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Được chưa? Nó không phân biệt chữ hoa chữ thường, chúng ta viết chữ thường và nó cũng search ra cả chữ hoa. Đó là cái logic của MySQL. Chúng ta tiếp đến với cái phần insert dữ liệu. Vâng, cô cứ bò vào. Insert dữ liệu. Ví dụ chúng ta tiến hành insert một cái category mới thì chúng ta làm nào? Thì để kiểm tra xem category ấy, chúng ta phải insert những cái cột nào thì mở Navigate ra xem trong cái bảng ở trong đấy, trong cái bảng category design này, design table này, những cái cột nào là cột không được null thì chúng ta insert vào cột đấy. Ví dụ ở đây tôi có cái get name không được null này. Giờ còn tất cả các thằng khác, ủa này có null không? Nó null, tất cả các thằng khác null được đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một cái round mới tên dữ liệu dạng nhận dữ liệu dạng get. Trong này là insert get chẳng hạn. Nhận tham số đầu tiên là tham số get name. Get name hoặc get gạch ngang name tùy các bạn. Trong này chúng ta có một cái function. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái biến get name. Biến đầu tiên là biến get name nhận cái hứng cái giá trị này. Sau đó muốn insert vào trong một cái trong bảng bảng kết ấy thì chúng ta phải new cái object ra. Ví dụ đây tôi để là model bằng new category như này. Sau đó tôi set lại cái giá trị của nó. Tôi set lại là model trỏ đến kết name, tôi xem cột trong đấy là cột gì. Kết gạch dưới name bằng cái biến đô la get name, sau đó tiến hành là đô la model trỏ đến save một phát là xong, nó sẽ tự động tạo một cái mới ra. Sau khi save xong thì chúng ta hoàn toàn có thể là return redirect về cái route ở trên này. Tôi chưa có list gate, tôi đặt tên cho nó một cái, tôi đặt cho nó một cái name, trong này là list gate, return về cái route này, redirect về cái route này, không có tham số chuyển vào. Hoặc là các bạn có thể lấy ra cái tham số chuyển vào bằng cái là nhập cái ID bằng giá trị model trỏ đến ID như thế này cũng được. Thì sau khi model trỏ đến save thì tự động cái thằng model mới này nó sẽ có giá trị ID. Mặc định khi mà chúng ta new model ra thì nó chưa có gì đúng không? Chưa có một thuộc tính gì cả. Thì chúng ta sau khi save xong, nếu mà trong trường hợp insert thì tự động nó sẽ có cái ID. Chưa? Đây tôi comment là thêm, demo về thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
mở ngoặc là insert. Xong chưa? Test cái nhá. Gọi 5 chiêu nhỉ. Được chưa? Test nhá. Nhàn không nhá? Không nhá. Hả? File gì? Đây hả? Thì tôi đã có, tôi vừa viết vào mà. Thế này. Cái round này à? Sao lại chưa có nhỉ? Vào thì tôi coi là vào smart git. Cần gì phải gà, cần gì phải gửi. Cái này mới tinh này. Sorry, do buổi trước tôi chưa up lên. Để tôi đẩy lên nhé. Đấy các bạn, nó GitHub lấy đi lên rồi đấy. Còn nhớ link không? Vào GitHub sược thiện TH. Sược thiện TH phát là ra một đống luôn. The fuck? Không có gì này trời. Đây này. Thì nhàn vào đấy copy cái đây, bấm vào phần repository này. Nhàn đấy bấm vào 1702 này. Xong vào cái route, vào cái web này. Copy hết cũng được. Đây nó lên rồi này. Đây 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 list gate này. Lên đây có về là nhanh hơn. Hả? Đâu? Được chưa? Test nha. URL là gì nhỉ? Insert gate. Insert gạch ngang kết sược thiện TH chẳng hạn, vẽ ra luôn cái thiện TH null created us updated us có luôn này. Hoặc là insert kết sược thanh nhàn, nhầm, xin lỗi tôi viết nhầm tên cậu, nhầm tên bạn, được chưa? Đó, rất là nhanh thôi. Trong DB chúng ta cũng sẽ có luôn. Đấy, đây này. Thì chúng ta lưu ý cho tôi. Nào tập trung một tí, chúng ta lưu ý cho tôi này. Nếu mà chúng ta để cái kết này như bình thường nhá, kết này ở trong này này, chúng ta không thêm cái gì vào, thì tự động mỗi khi update hoặc insert nó sẽ update. Nếu mà insert nó sẽ update thằng này, nó thêm thằng này và update thằng này luôn và insert luôn thằng này. Hai thời điểm nó bằng nhau. Nhưng sau này tí nữa các bạn mà tiến hành update ấy, thì nó sẽ update cái thời gian này lên. Được chưa? Đấy là cái logic của nó, của Eloquent. Nếu mà trong trường hợp chúng ta không muốn cái đấy, không muốn update vào trong hai cái field này, chúng ta tiến hành là public dollar timestamp bằng phones, xếp xuống public timestamp bằng phones. Sau đó chúng ta ra ngoài, chúng ta insert cái nữa. Insert link đen này ạ. Đây, sẽ không còn created us, updated us. Được chưa? Thì đấy là cái timestamp. Nhưng mà tôi muốn giữ nên tôi comment này vào. Chúng ta rất hay bị lỗi này nhá, nên đây là lần thứ hai tôi nhắc lại rồi đấy. Buổi trước học về Eloquent
Tôi đã nhắc một lần thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. Được chưa? Đây là xong cây insert. Có bạn nào thắc mắc gì không? Vẫn còn đấy nha, tí nữa chúng ta sẽ update bằng form. Tí nữa update bằng form gửi đi quét dạng post lên thì chúng ta sẽ có nhiều cái hay hơn. Tiếp theo là đến cây là cây update. Chúng ta có cái round 2.2.get update get. Để update được một bản ghi trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta cần cái gì? Đúng rồi, chắc chắn phải có ID. Nhá, chúng ta nhận hai biến là biến ID và biến name, new name đi. Function. Đây chúng ta nhận cái $ID và $name cho hai cái vị trí kia. Sau đó chúng ta sẽ có một cái model, vẫn có cái model bằng cái category 2.2.file. File dựa theo cái ID. Nhận dựa vào cái ID. Sau đó chúng ta tiến hành, đây là lấy cái object ra này. Cái này file biết rồi đúng không? Hôm trước học rồi đúng không? Lấy cái object ra. Sau đó chúng ta tiến hành là if model. Biết cái này để làm gì không? Các bạn cực kỳ hay quên cái trò này. Cực kỳ hay quên cái trò này bởi vì chúng ta cứ nghĩ là người dùng họ cũng thông minh như mình. Đó. Đâu có biết là người dùng họ thông minh hơn cả mình đâu. Sau này có một cái form họ sửa cái ID đi phát thì nó update nhầm. Hoặc là họ sửa cố tình viết vào một cái ID là 10.000 chẳng hạn. Trong cơ sở dữ liệu của chúng ta làm gì có 10.000 kết. Đúng không? Nếu mà cứ hồn nhiên tiến hành model trỏ đến name, kết name bằng $name như này. Sau đó xếp vào và không có cái thằng này. Không có thằng if này. Model trỏ đến xếp như này. Trong trường hợp mà cái ID của chúng ta không có, chết chắc. Thử phát nhá. Chờ đi để tôi thử phát ạ. Update kết sược 10.000, 10.000 sược something. Đấy, lỗi ngay. Empty value. Bị lỗi ngay lập tức trong trường hợp không có. Được chưa? Thì chúng ta cần phải if để xem là nếu cái với cái ID đấy không tìm được cái bản ghi nào trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải giải quyết cho người dùng một cách nào đấy. Ví dụ như là đẩy cái trang 404 not found, hoặc đẩy về một cái về thẳng trang index luôn. Được nhá, đẩy thẳng về trang index và hiển thị một cái lỗi nào đấy, một cái message nào đấy thông qua session, flat session chẳng hạn. Được chưa? Thì đấy là tùy cách chúng ta giải quyết, thì có rất là nhiều cách giải quyết. Thì tùy chúng ta thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta bắt buộc phải check. Làm cái gì vậy? Lấy từ cơ sở dữ liệu ra phải kiểm tra xem nó có hay không. Có thì gắn giá trị và xếp xuống, còn không có thì thôi. Được chưa? Sau đó tôi sẽ tiến hành. Sau khi xếp xong tôi sẽ tiến hành return. Lại vẫn redirect thôi. Return cái này redirect về list case. Tuy nhiên hãy lưu ý không chơi được với thằng model trỏ đến ID đâu nhá. Bởi vì sao? Trong trường hợp mà model nó bằng null thì đào đâu ra cái thuộc tính ID này. Được chưa? Cho nên chúng ta chỉ trỏ đến cái ID chúng ta nhận được thôi. Được chưa? Trỏ đến cái ID chúng ta nhận được thôi. Trong trường hợp này. Ủa, không ra gì luôn nào. Đây này, nó đẩy ra not found. Được chưa? Còn nếu mà cho chúng ta update list kết bằng 9, đây là của link đúng không? Update trừ kết 9 đổi tên thành link trắng. Sẽ đẩy ra cái giá trị của link trắng ở đây. Các bạn nhìn này, lúc nãy tôi set timestamp bằng null cho nên created at bằng null. Bây giờ khi mà update nó chỉ update mỗi một thằng là updated at thôi. Được chưa? Bởi vì cái thằng này nó không động đến.
cho nên là nó giữ nguyên giá trị. Đây là phần insert update dữ liệu. Thì hai thằng này á, thực ra là bọn tôi hay làm kiểu như này. Đó là trong một hàm xếp, trong kể cả với cái form update hay delete nhá. Kể cả với update hay delete thì chúng tôi dùng một cái form thôi. Dùng một form. Sau đó đổ cái model ra ngoài form này. Đẩy ra luôn cái model. Và có cái input hidden. Giá trị của name bằng ID. Giá trị value, tôi set luôn cái value cho nó bằng cái giá trị ID của cái model. Cho vào đây. Sau đó người ta submit lên là người ta gửi luôn kèm cái ID này. Trong trường hợp new thì tôi chuyển ra một cái model trống thì cái giá trị nó còn null. Trong trường hợp update, cái model này nó có giá trị. Đẩy ra đây thì nó có giá trị ID của 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đấy. Submit lên thì đẩy sang một cái URL tên là sườn save gạch ngang kết chẳng hạn. Save kết như này thì nó sẽ nhận được cái ID này đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, nếu cái ID truyền lên bằng null thì chúng ta cái model của chúng ta nó sẽ rơi vào trường hợp là model bằng new category. Nếu mà ID có giá trị thì chúng ta sẽ if rồi này, bây giờ chúng ta eo, tức là ID có giá trị thì chúng ta sẽ làm find, sau đó là gán các cái cột của nó vào dựa vào cái form gửi lên. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành save xuống như này, bởi vì insert và update đều chung câu lệnh save mà, và thậm chí là nó chung luôn cả cái đoạn này, thì tại sao chúng ta không gộp nó vào một, đúng không? Gộp vào một thì nó đỡ tốn nhiều code hơn và nó tiết kiệm được hơn cho chúng ta xử lý. Cộng thêm gộp cái hai cái form vào một, nếu như bình thường các bạn sẽ tách ra đây hai cái form khác nhau, bây chúng ta gộp hai cái form vào một thì chúng ta xử lý trên một màn hình nó ít code hơn, tiết kiệm hơn, được chưa nhỉ? Đó là cái cách bọn tôi hay làm. Tiếp theo là đến case cuối cùng, demo về remove. Thì chúng ta có cái round là remove kết, truyền lên mỗi cái ID thôi, tôi cũng chỉ cần mỗi cái ID thôi. Thì cái này nó giống cái update ở chỗ là chúng ta phải tìm kiếm cái ID này trong cơ sở dữ liệu xem có không. Nếu có trong cơ sở dữ liệu thì tôi phải trỏ đến delete, sau đó redirect về list kết, không truyền tham số. Yeah, phải có chúng ta mới có cái để delete, còn không có thì không đào đâu ra mà delete cả, cho nên là nó sẽ bị lỗi. Thì câu lệnh này là câu lệnh delete của một model. Được chưa? Xong phần này chúng ta sẽ được đọc về relationship. Được chưa nhỉ? Rồi, test nhá. Bây giờ chúng ta có kết bằng 9 đúng không? Bây giờ xóa thằng link khỏi hệ thống này. Remove kết sượt 9. Array còn 8 này. Chúng ta không còn cái ID nào bằng 9 nữa cả. Đây, ở đây chúng ta đang có ID bằng 8 này. À đâu, đây là tôi chưa refresh. Sau khi refresh bằng 8 này, bây giờ tôi xóa nốt thằng 8 đi nhá. Remove get ID bằng 8. Xóa đi. Refresh. Bay mất. Được chưa? Đấy là cái chúng ta sẽ tiến hành remove ở đây, delete. Trong trường hợp chúng ta muốn delete nhiều ID nhá, chúng ta muốn delete nhiều bản ghi một lúc, thì chúng ta truyền thẳng cái mảng vào đây. Ví dụ tôi xóa thẳng luôn là model của cái này. Thế chúng ta phải làm như này. Thế tôi comment hết cái mớ này vào nhá.
thì chúng ta sẽ có là category 2.2.delete một cái mảng. Ví dụ 67 chẳng hạn. Đẩy xuống. Được chưa? Thử nhá. Tôi cũng chưa chắc chắn lắm. Remove. Ôi lỗi rồi. Delete. Vẫn phải mua đồ à? Đâu nhỉ? Để tôi đọc lại cho nào. Laravel Eloquent Delete Multiple. Thế nhưng không bật điều hòa, nóng thế. Lâu vậy. Đây multiple request. Đâu ta? Chưa load xong. Đây delete. Đây app destroy. Nhầm. Cái hàm để xóa nhi hoặc hàm để sử dụng đây gọi là cái gì nhỉ? Static function thì chúng ta sử dụng là hàm destroy chứ không phải là hàm delete. Sorry các bạn. Đây là destroy. Destroy 67 này. Ra ngoài này tôi refresh. Rồi, bây giờ list case còn 5. Hiện tại chúng ta đang có 67 đúng không? Refresh của phát là chỉ còn đến 5 rồi. Mất 2 thằng. Được chưa nhỉ? Đấy là cách chúng ta xóa nhiều. Bỏ comment cái này đi. Đây là tôi sẽ comment vào đây là xóa một record. Comment cái này vào. Đấy nhá, đấy là chúng ta xong cái thêm sửa xóa hiển thị tìm kiếm cho một bảng. Thế bây giờ nếu muốn phân trang này, muốn phân trang này nhá. Rồi phân trang thì để chúng ta có giao diện đã nhá. Đến giờ chúng ta có giao diện, tôi đẩy code lên nhá. Rồi, phần tiếp theo chúng ta sẽ sang về quan hệ giữa các bảng ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta và thực hiện thông qua cái category. Ví dụ điển hình như sau. Ví dụ điển hình là như này. Post ở đâu nhỉ? Search Alice. Thằng này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có ID này. Ủa thằng này không có get ID à? Sao mình lại thiếu get ID nhỉ? Như bảng post này không có get ID sao? Các bạn xem cho tôi cái. Không có get ID đúng không? Ok, tôi sẽ thêm một cột get ID vào đây. PHP artisan make migration enter table post add get ID column chữ table bằng post. Rồi. Đây xem lại nha. Enter table post add get ID column thì người ta sẽ biết là các bạn động chạm gì đến database.
Được chưa? Hả? Chưa biết, bây giờ mới viết mà. Đây, table này, blueprints. Thì chúng ta tạm thời xóa thằng down này đi, chúng ta chưa có thằng down. Chúng ta tiến hành là table trỏ đến integer. Cột là cột get id default value bằng mấy nhỉ? -1 đi, không thì bằng 1 đi. Default value bằng -1 hay 1 nhỉ? Ok, để default value bằng 1 đi. Và cho nó nullable. Cũng thôi, không cần null. Default value luôn. Và chúng ta xếp xuống. Đây, post table trỏ đến integer get id default 1. Tôi không có thói quen tạo cái liên kết mặc định foreign key foreign key vật lý ở trong cơ sở dữ liệu, tôi hay tạo bằng tay của này lắm. Tôi loại bỏ cái trò liên kết foreign key vật lý. Tôi chỉ biết là foreign key hay làm theo kiểu là foreign key chúng ta tự hiểu với nhau dựa trên thiết kế của bảng thôi để xóa sửa cho nó dễ. Được chưa nhỉ? Xong đến đây chưa? Thì tiếp tục thực hiện là PHP artisan migrate. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ có bảng get id. Prefet đâu nhỉ? Post này. Refresh. Chúng ta sẽ có cái đây, get id in default value bằng 1. Được chưa nhỉ? Đấy, thì khi chúng ta tiến hành search thì nó sẽ có cái giá trị của cột này bằng 1 này, cái đây bằng 1 luôn này. Được chưa? Đó, thế bây giờ trong trường hợp các bạn nhìn này, nó ra get id bằng 1 đúng không? Thấy get id bằng 1 không? Thế trong trường hợp khi mà tôi hiển thị danh sách của bảng của bài viết ấy, có bao giờ các bạn hiển thị theo dạng như này? Các bạn sẽ hiển thị theo dạng là ID này, title này, short description này, get ID vào đây. Ví dụ một title là ABC short, get 1, 2, 3, 5. Số 1, số 3, số 5 này thì bố ai biết được nó là cái nào, đúng không? Người dùng người ta không thể biết được, người ta không hiểu cái này đâu. Mà chúng ta khi mà hiển thị một bài viết thuộc về cái danh sách nào, danh mục nào thì người ta hay để là thể thao này, hay là xã hội này, hay là giáo dục này, cái này chứ, đúng không? Vậy thì làm sao để lấy được cái này ra? Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái quan hệ giữa các bảng của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta đọc cho tôi cái phần này. Đọc nhanh cho tôi cái phần này. Relation chắc ở trong này không có. Đây. Relation một chân một page khác. Eloquent relationship. Search cái eloquent relationship ở trong cái web kia và nghĩ là tôi sẽ bỏ các bạn về những cái link viết của nó. Theo lý thuyết ở trong cơ sở dữ liệu chúng ta có 3 loại quan hệ là 1, 1, 1, nhiều và nhiều đúng không? Bây giờ giải quyết nó như nào? Ở trong code này.
ra được, sợ nhỉ. Đấy, one to many inverse, many to many. Đấy, 4 cái thằng cơ bản này đã. Ngâm cứu thử đi. Bao lâu sau?
đoán quá. Xong chưa? Rồi gọi một người nhá. Anh Toàn nào. One to one là như nào? Giải quyết kiểu gì? Ờ, rồi. Ngồi xuống. Cái bắt anh đứng đâu. Lớp em không bao giờ có ai phải đứng cả. Giải quyết kiểu gì? Ví dụ cho em một cái ví dụ rồi code như nào? Anh giải quyết ở trong module S1 hoặc S1. Rồi, mình có một cái ví dụ nhá. Trong này của mình có bảng user đúng không? Bạn nhìn thấy bảng user không? Thường thường ấy thì người ta hay để user tức là email, password, username ở một bảng. Sau đó thông tin cá nhân chi tiết của họ để một bảng khác. Nhớ tách ra. Để tránh những cái vấn đề ví dụ như kiểu là sau này có thằng nào nghịch ngu vào cái bảng thông tin cá nhân thì nó cũng không bị ảnh hưởng đến tài khoản của họ. Hoặc là có thể maintain riêng cho chức năng này nó dễ hơn. Đúng không? Thì chúng ta tạo thêm một bảng nữa là PHP artisan make migration create table. Cái này để mình tôi tạo tí nữa các bạn copy về là được. Create table user info. Info. Rồi xong. Thì trong cái create user info kia chúng ta tạo ra cái bảng user info. Create user info. Xong, ở trong này nó sẽ gồm các cái cột như sau này. Vẫn là increment. Increment ID. Vẫn là increment ID. À không, cái này không phải ID, increment. Cái này là integer ID. Trỏ đến cái này là primary. Đây là khóa chính. Không tự tăng. Bởi vì cái bảng user info nó phụ thuộc vào cái bảng user của chúng ta cho nên là để tự tăng thì chết dở. Nhá. Thằng này phụ thuộc cho nên là không tự tăng. Tiếp theo là table trở đến string là full name chẳng hạn. Nullable. Trong này thì chúng ta nên để nullable gần như là hết. Date. Đây là birth date. Nullable. Tiếp theo là Facebook. À nhầm. String. Facebook. Ở đây là website. Lại nhầm. Quen tay. Website ví dụ như này đi. Được chưa? Rồi thì table cho thôi cứ để timestamp như bình thường vậy. Table cho đến timestamp. Receive nhỉ? Timestamp. Xong. Như này. Sau đó chúng ta tạo bảng ra. Migrate. Xong. Với bảng user info. Đó thì chúng ta tạm thời insert dữ liệu vào đây. Cột này có ID 1 này, full name là Thiện TH này. Birth date là ngày chẳng biết là ngày nào, ngày 27 tháng 7 năm 2017. Facebook không có, website không có, xếp xuống. Thêm cái nữa ID bằng 2. Đây là Lê Văn Toàn. Đây là hôm nay là ngày 8 tháng 3 đi. Human life.
Rồi xong. Chúng ta có thêm hai thằng user nữa. Đâu nhỉ? User chưa có đúng không? Chúng ta insert vào. Name một thằng là admin. Email là thiện.th32a@gmail.com. Password 123456789. Vậy đi. Tạo thêm thằng nữa. Đây là supermod. Đây là toàn lv@gmail.com. Phát là 87654321. Xếp xuống. Vậy đã. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo lấy dữ liệu ra từ cái bảng user kia đúng không? Đây là bảng user đây rồi. Chúng ta sẽ nối nó với cái table thì protected. $table bảng là bảng user. Xong. Chúng ta sẽ get list user ra ngoài. Root get user ID function có một cái tham số ID bằng null. Thì ở đây chúng ta sẽ có là if ID bằng null thì tôi use thêm cái thằng user ở trên này nữa. Này không có chữ model đâu nhé. User. Chúng ta sẽ có DD ra cái user ./own này. Else ID DD ra cái user ./file ID. Cứ mặc định là ID chúng ta có đi. Chưa? Chúng ta tiến hành là user sc đúng không? User sc không có gì. What? Sao có gì ta? À đây, hỏi chấm. Rồi đây ra hai ông. Một ông là ông admin, một ông là ông mod. Super mod. Được chưa? Đây nó ra, nó bây giờ tôi muốn lấy ra thông tin của lưu ý này. Bây giờ nếu mà tôi đã có đối tượng rồi, tôi muốn lấy ra thông tin của user info thì làm nào? Đây là một, lấy ra một thằng này. Đây là thông tin của, đây là thông tin trong bảng user đúng không? Bây giờ vẫn với cái ID này, ngoài thông tin của user, tôi muốn lấy luôn ra thông tin của user info thì tôi làm nào? Thì trước hết tôi sẽ lấy cái thằng này, có đây cái biến này là biến user, nó sẽ bằng user file ID. Sau đó ở trong tôi sẽ tạo ra thêm một cái model nữa. PHP artisan make model sược user info. Xong. Cái thằng user info này đến bây giờ nó sẽ đại diện cho cái bảng là bảng user info ở trong kia. Protected $table bằng user gạch dưới info này. Thì bây giờ ấy, muốn lấy ra từ thằng nào thì chúng ta hãy lưu ý cho tôi này. Ở đây đối tượng của chúng ta là đối tượng gì? User chứ không phải user info nhá. Đúng không? Thế vậy thì muốn lấy ra từ cái thằng một thằng user, lấy ra thông tin liên hệ của nó thì chúng ta phải tạo một cái hàm nằm trong cái class là class user này. Thì ví dụ chúng ta sẽ có là public function get info chẳng hạn. Info đóng mở ngoặc như này. Thì chúng ta sẽ return $this trỏ đến has one app nhầm app sược model sược user info như này. Cực dễ, trỏ đến cái model của nó thôi. Trỏ đến tên namespace, đây là cái tên class này. Xong chưa? Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái thằng web này. Sau khi lấy được thông tin của user rồi thì chúng ta có thể là dd ra cái $user trỏ đến get info. Ở đây, ra ngoài kia refresh. Thấy không? Đẩy ra đây.
ở trong ngoài foreign key ID này, query builder ở cái value ở đây 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 relate này, attribute đâu nhỉ? Chẳng biết attribute đâu, không phải get. Như đây đây model user info này, chẳng biết attribute đâu nhỉ? Chờ tôi chút. Biến là info đi bằng user trỏ đến cái thằng này, tôi dd ra cái info trỏ đến birthday đi. Có luôn birthday biết kiểu gì nhỉ? Đúng rồi mà, get info user trỏ đến get info, chờ tôi tí xem viết có đúng đại. This has one trong dữ liệu rồi, đây has one này. This return this has one app phone, đúng rồi mà, sai gì nhỉ? Thế mà lại không ra has one user, xong ra nhỉ? Đây chờ một tí, logic của nó là như này, return cái app sược model sược user info hai chấm hai chấm file file cái đô la là this trỏ đến id, tương tự như này. Để tôi check lại xem là vấn đề nó là cái gì. Đây này, là 27 tháng 7 2017. Thì ở đây chúng ta có thể dd ra cái thằng info cái luôn. Đấy. Lấy ra ngoài thì logic nó là như vậy. Còn không hiểu vì sao trong này nó không ra. Đây. Info return has one app model user info, mình viết đúng nhỉ? Đúng rồi mà, bảng cũng là bảng user gạch dưới info này. New class user info extend model, đúng rồi mà. Có ai check được lỗi này là lỗi gì không? Sao không được nhỉ? S1 user info. Đây nó cũng lấy ra được đúng không? Đây như này là nó cũng lấy ra được này. DD ra info thì nó cũng lấy ra được này. Tuy nhiên nó không biết cái nào thôi. Foreign key user à đây. User nhầm. Đây cái vấn đề là như này. Đây cũng là một lỗi cần phải warning. Theo logic thì cái cột đấy đây là foreign key này. Bạn thấy không? Cái tham số thứ hai là foreign key thì chúng ta nhổ cái này ra. Vệt vào đây. Vệt vào trong cái hàm này. Vậy. Đây là ID. Lấy vào cột ID luôn. Cái này thì đúng. User này, user info này. Không đúng. User có này. Original. Sao nhỉ? Sao không ra ta? Đây là ra in user info. Tham số nữa. À đây, đây là bảng kia ID luôn. Không ra thuộc tính á. Điều nhỉ? Để tôi coi lại nhá. Info trỏ đến ID đi. Xem có ra cái gì không. Oh. Undefined property illuminate database eloquent relation has one ID. Info trỏ đến object has one.
Viết như này đúng cho anh Toán ơi. Check xem cho em đúng không? Tham số thứ hai là gì? User ID hả? Đây nhá. Bảng của chúng ta có ID này. Đây là bảng user info có ID này. Là cái này đúng không? Tiếp theo bảng user có cái cũng ID này là 1 này. Hai cái bằng nhau. Đúng không? Bởi vì set thử nhá. Thử luôn nhá. Design này. Thêm một cột nữa. Đây là user. Đây bảng user info này. User ID đúng không? INT nullable. Xếp xuống. Tại thêm vào bảng user. Đi nhau mà. Thêm vào đây đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ tiến hành hash 1, tôi sẽ xóa cái này đi đúng không? Đúng không? Đẩy ra bên này. Vẫn không được. Truyền cái nào? Đây, xét cái này vào hả? Đây, còn một dòng nữa. Đây là local ID đúng không? Rồi xem cả lũ nhầm như nhau này. Đó. Foreign key. Cái thuộc tính foreign key này này. Lưu ý. Đây là foreign key thì là ở... Đây là one to one này. Cả hai bảng đều có. Cả hai bảng đều có foreign key đấy. Còn đây là local key là ID như này đúng không? Bây giờ sao? Làm sao để lấy ra được với cái hash 1 này? Đây, đi dài bảng. Cột này đây là bảng user info nhá. Thấy chưa? Tiếp theo là bảng user. Đây tôi đi dài. Cái user quá trình thay. Đây, quá trình ID đây. Đúng rồi. Thì nó là khóa, nó bản thân nó đang là, đây này, nó đang là khóa chính của đằng này luôn này. Đúng không? Hai cái này phải map với nhau. Giá trị nào? À đây, 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 đúng rồi. Quên. Đây, thằng này là 1 nhá. Dưới này là 2 nhá, được chưa? Refresh này. Vẫn thế. Vẫn thế. Là như nào? Sai đâu. Đây nhá. Round này. Info này. Thì tất nhiên nó có đâu mà nhận, nó đang bị null mà. Nó đang không có thuộc tính ID này, nó đang báo null mà. Đang báo lỗi. Ví dụ như lúc nãy chúng ta làm như này. Làm theo logic thứ hai. Cái dễ hiểu ấy thì chúng ta có user info file ID trỏ đến this ID dễ rồi đúng không? Chắc chắn là ra rồi. Ở bên này. Chắc chắn là ra luôn. Được chưa? Vậy tại sao bên này chúng ta cũng hash 1 theo lý thuyết nhưng mà cũng ra. Đây này. File rồi trỏ đến phone. Thấy không? Thử nhá. Get info, cái này chúng ta phải dd đẩy ra đây. Info ID. Relationship method must return an object type. Relation user file này có user rồi nhá. Get info ở đây tôi đang sửa dùng cái thằng này đây, thấy không? Đấy nó là vấn đề. Hiểu nãy giờ là như nào? Như nào tìm cái ID của cái bảng
chúng ta để cái này, tôi tạm thời tôi để lại cái này thành ID nhá, vẫn đúng. Kể cả tôi xóa cái thằng này đi, đây tôi để ID là vẫn đúng. Đây là các bạn lưu ý này, với hash 1, lưu ý với hash 1 thì chúng ta có tham số đầu tiên là cái model sẽ là liên kết, model liên kết đến đúng không? Tham số thứ hai là tham số foreign key, tức là cái bảng, ví dụ bảng chúng ta đang trỏ là bảng user, bảng được liên kết là bảng user info. Thì cái foreign key này nó chính là cái cột không liên quan đến key hay là foreign key, mà cái cột sẽ là dùng để liên kết đến cái bảng này, đến cái bảng đang được set hiện tại. Được chưa? Cho nên dẹp cái user ID, cái cột user ID đi cũng được, không sao cả. Tức là cái này này, nó chính là cái foreign key của bảng bên kia chứ không phải bảng đang được set. Còn cái local ID là cái ID của bảng hiện tại thì dễ rồi đúng không? Rồi, thế vậy tại sao lúc nãy chúng ta làm không ra? Vấn đề nó ở đây này. Lúc nãy trỏ đến là trỏ đến một cái gì? Trỏ đến một hàm. Đúng không? Còn bây giờ chúng ta đang trỏ đến cái gì? Thuộc tính. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang hiểu ấy là cái info, khi mà nếu mà hiểu đúng ra thì info nó chỉ là thuộc một cái thuộc tính của thằng này thôi. Đúng không? Nhưng mà nó vẫn trả ra một object. Thuộc tính là object nhá. Đúng không? Thuộc tính là object. Thì ở đây chúng ta khi mà lấy ra thì tôi dd ra cái user info này, nó mới đẩy ra ngoài được. User bình thường. Giống như cái logic thứ hai của tôi. Được chưa? Đấy là cái lý thuyết của nó. Cách dùng chẳng qua là do cách chúng ta dùng thôi. Nếu mà chúng ta vẫn cứ ngây thơ như bình thường để đây, đây là thì đúng là rõ ràng chúng ta làm hàm đúng không? Thì đúng ra là phải gọi hàm chứ. Nhưng quan trọng cái kiểu trả ra của nó. Đó, lưu ý cách này. Đây là cái đầu tiên, cái hash 1. Cho nên chúng ta nãy giờ tôi thực ra là tôi nãy giờ là tôi chưa đoán ra đâu, bởi vì tôi không bao giờ dùng cái cách này. Bình thường tôi không bao giờ tôi dùng cái cách này. Tôi toàn dùng cái cách thứ hai thôi. Bởi vì hồi tôi code ấy là nó chưa có. Và cái cách dùng của nó rất là khó dùng. Bởi vì tôi dùng Laravel từ hồi 4.1. Cho nên dùng rất khó dùng, tôi chả bao giờ tôi dùng cách này ạ. Mà tôi áp dụng luôn cái logic của cái hướng đối tượng vào đây tôi code. Cho nên đến lúc nãy tôi vẫn không hiểu đâu, nhưng mà tôi vừa nhìn thấy cái này này thì tôi mới hình dung ra. Được chưa? Sai hay đúng? Chúng ta đang lúc tôi hỏi là chúng ta đang hiểu đúng về cái này. Nhưng mà dùng cái này là sai. Dùng cái trỏ đến thuộc tính là sai. Được chưa? Đó, đây là cái hash 1 là giải quyết quan hệ là 1:1. Tiếp theo đến cái này thì sao? Belong là cái gì? Thuộc về. Thực ra nó cũng chỉ là ngữ nghĩa thôi mà. Thế còn chúng ta dùng ngược lại. Bây giờ tôi user nhá. Bây giờ tôi copy y nguyên cái hàm này. Đâu nhỉ? Đây tôi copy y nguyên cái hàm này, tôi pẹt vào bên này. Chẳng có vấn đề gì. App trỏ đến user thôi. Chẳng có vấn đề gì cả. Đây là get get user đi. Chẳng có vấn đề gì luôn. Như nhau, tôi bỏ cái này đi. Đây, tôi sẽ đẩy cái này ngược lại trở thành là use, trên này là user info nữa đúng không? Này là xong. Ở dưới này tôi là user info file vẫn ID như vậy, vẫn trỏ đến get user. Như này. Chả ai bảo tôi sai. Sao em ra được? Thấy không? Đẩy ra bảng user này. Vẫn thuộc tính này. Không sai được. Nhưng chẳng qua ấy, nó đẩy thêm cái inverse, tức là làm ngược. Làm ngược từ bảng phụ thuộc đẩy đến cái bảng đối tượng, cái bảng chính kia. Thì là nó sẽ dựa vào cái foreign key ở đây. Vậy rồi. Cho chúng ta hiểu lại thôi mà. Chứ nó cũng không có cái gì là sai trái. Bởi vì quan hệ 1:1 thì còn đố các bạn biết là thằng nào phụ thuộc thằng nào ấy. Đúng không?
quan hệ 1-1 cả hai thằng đều phụ thuộc ngang hàng nhau, chả liên quan mẹ đến thằng nào là chủ, thằng nào là tớ cả. Cho nên là hash one ở bất kỳ đâu cũng được, làm cái belong này nó hơi thừa, theo tôi nó hơi thừa, không cần thiết. Được chưa? Tiếp theo đến cái one too many thì sao? Giải quyết quan hệ một nhiều thì chúng ta xử lý như nào? Đọc kỹ đi, đừng để nhầm lẫn như vừa rồi. Ở đây chúng ta đang có sẵn là một category sẽ có nhiều bài viết. Welcome to Nginx sao bạn? Mình lừa đảo. Đang làm cái trang này của nó ở app tên host. Máy không xong. Nginx. Ai dạy ông đọc cái đấy đấy? Tôi được quen. Em đã được quen đọc cái. Sao xong chưa? Để tôi đẩy cốt lên nhá.
Không nhá. Châm nào. Thanh niên từng đi làm với Laravel. À. Quan hệ một nhiều. Như nào? Quan hệ từ Ketori cho đến POS. Nào. Public ở đọc cho tôi viết. Function POS. Nó mở ngoặc. Rồi trong này return cái gì? This dollar this. Này chưa? Được chưa? Không nhau. Rồi. Rồi chúng ta update cái thằng này lên. Đâu nhỉ? Nãy có cái list case đúng không? List case tương một cái ID. Đây, DAC này. Chúng ta cứ get list ID bằng 1 cái đã nhá. Get list case bằng 1. Đẩy ra được rồi này. Case này vẫn còn, xã hội vẫn còn. Tiếp theo để lấy được ra thêm. Lấy được ra thêm cái đô la list case cho đến post. Tôi phải đi cái thằng này. Nhá. Bây giờ chúng ta xem. Có ra gì đâu. Post nha. Has many này. App model post get ID đúng không? Đây. Cho đến post này. Biết vì sao? Ừ? Sao không có? Một rổ. Cái gì vậy? Một đống luôn. Đừng nghĩ không có. Đã thế này đã thêm default rồi mà. Biết vì sao? Châm thử đoán nào. Lấy thì lấy ra một object thôi. Đây này. Đây là khác null tôi đặt nhập, sorry. Đây, file of fail này. Này mới đúng này. Đấy, collection bằng 100 thằng luôn. 100 thằng của ID bằng đấy luôn. Được chưa? Để lấy ra danh sách các cái bài viết thuộc về cái thằng đấy. Thì với 100 danh sách này, chúng ta hoàn toàn có thể là where title like %% à nhầm %% Alice nào nhỉ, xem có cái thằng nào nó hơi độc một tí. I think I can này. Like cái này rồi xếp xuống và chọn cái này, còn chọn điểm ghép nữa. Oh, not found. What the fuck? Đâu nhỉ? Vừa mới có xong. Ở đây là chọn đến hàm xong với where được. Chọn đến hàm. Nếu mà đã lấy ra thì phải chọn đến hàm. Post where. Có như nhầm đó. Get list gate 1. Đây, ra array 1. Post attribute. I think I can pick. Yeah. Để lấy ra danh sách không, tức là chỉ thuộc về cái thằng kết này thôi, thì chúng ta đẩy post thường như này. Nhưng để search tiếp, tức là thực hiện một câu query tiếp theo ở trong cái bảng bảng con là bảng post này, thì chúng ta là gọi hàm, sau đó là where hoặc là like các thứ các kiểu, order thích ra cái gì thì ra, và get hoặc là first đẩy ra ngoài. Yeah. Đây là quan hệ một nhiều. Cứ nhớ tôi cách dùng một nhiều là đẩy ra this cho đến has many. Đây là cái model con. Model con. Đây là cái foreign key của thằng con đến cái bảng hiện tại.
Được chưa? Đó. Xong về cái quan hệ một nhiều. Tiếp theo là đến quan hệ one to many. Thì cái thằng này lại dở lại cái belong to. Ở trên đấy có belong to rồi đúng không? Đấy, trên có belong to rồi. Dưới này lại belong to phát nữa. Đấy, belong to. Đấy, app post foreign key. Belong to app post foreign key. Biết cái foreign key này là của cái gì không? Ở đây là chúng ta đang, ví dụ ở trong ví dụ này nhá. Thì chúng ta đang có cái comment. Thường thường comment là con của một bài viết đúng không? Đúng không? Thế vậy thì ở đây chúng ta đang sử dụng là this belong to cái foreign key. Cái foreign key này là của bảng nào? Của bảng post hay của bảng comment? Của bảng post. Hay của bảng comment. Nghĩ kỹ à. Post hay comment? Một người bảo là post, hai người bảo là post. Có ai bảo là comment không? Giơ tay coi nào. 1, 2, 1, 2, 3. Vì sao lại là comment? Vì em thử rồi ạ. Thử nhá. Đây, chúng ta có bảng có cái module là post. Được chưa? Tôi đi copy lại thằng này cho nó nhanh, đỡ phải viết nhiều. Đây. Public là category. Belong to app sược module sược category. Bây giờ cái này là của bảng post đúng không? Thì cái này phải là kết gạch dưới ID. Như này đúng không? Được chưa? Test nhá. Post đâu rồi? Post. Chưa có thằng nào liên quan đến post à? Đây rồi, ok, tôi sửa lại cái thằng này. Tôi sẽ có cái post bằng post 2.2. file của ID bằng 1 trỏ đến category như này à. Sau đó tôi lấy cái này ra đúng không? Đây là kết. Đây là ba bạn nha, tôi đang thử demo cái của ba bạn nha. Đúng không Linh? Đúng nhở? Lấy này ra đúng không? Đây code ở trong bảng post đây. Đúng chưa? Rồi, test nhá. Đây là search đúng không? Chính xác. Đúng nhá. Đừng nhầm nó viết cái foreign key kia là của bảng cần liên kết đến, mà cái foreign key bên này này. Đây là trong trường hợp belong to thuộc về, thì để lấy cái gì để đối chiếu với cái bên kia chứ? Đúng không? Lấy cái gì để đối chiếu với cái bên kia thì phải lấy, nếu mà câu này mà viết theo dạng dễ hiểu thì nó sẽ là return này. App sược module sược category 2.2. where cái cột ID bằng với giá trị của this trỏ đến get ID và đẩy ra first. Này này. Thì bên kia cái ID này thì nó đã biết rồi. Đúng không? Cột ID là cột map cột từ bảng con map đến bảng cha. Thì map với cái ID chứ còn map với cái gì nữa? Map với cái primary key. Được chưa? Thì cái này thì cần gì phải điền? Nó chỉ cần điền là điền cái của thằng con này map đến lấy từ dữ liệu từ cột nào. Được chưa? Belong to nó sẽ ngược với cái has one và has many. Thấy chưa? Với cái giá trị foreign key. Đó, nên là các bạn đừng hiểu nhầm nhá.
Bây giờ tôi để vào đây là ID thì chết chắc luôn này. Héo luôn. Nó sẽ đúng với cái trường hợp đầu tiên thôi. Ở đây chúng ta dữ liệu của chúng ta là dữ liệu đểu. Dữ liệu đểu nó fake. Cho nên là cái thằng đầu tiên này nếu mà tôi nhập số 1 vào, bởi vì ở đây tôi tìm số 1 này. Bởi vì ở đây tôi tìm số 1 cho nên là được. Chứ còn ở đây tôi tìm số 99 có bằng, có post nào có ID 99 không? Có. Hôm trước chúng ta còn có đến 100 cơ mà. Đúng không? Nếu mà lấy ra này chết chắc luôn. Không có map đâu, mặc dù là cái thằng số ID số 99. Đây, thằng ID số 99 là thằng này đúng không? Nó vẫn có kết ID này. Đúng không? Cho nên là những cái gì liên quan đến belong thì thuộc tính là cái thuộc tính này của đâu ta? Ở đâu nhỉ, tôi viết nhầm. Cái thuộc tính foreign key ấy nó phải là foreign key của chính nó. Refresh ra một ngày. Xã hội ngày. Được chưa? Phần này sẽ hơi loạn đấy, nghĩ kỹ đi. Phần này nếu mà các bạn mà cứ bị cuốn theo tôi là các bạn sẽ bị loạn đấy. Cứ check lại đi và để cô lại đi. Làm lại thử đi. Cứ đẩy cốt lên nhá. Bởi vì kinh nghiệm của tôi nhiều hơn các bạn nên là tôi kể cả tôi chưa dùng bao giờ. Tôi cũng hiểu nó nhanh hơn. Và các bạn chưa động vào những cái phần này bao giờ cho nên là chúng ta sẽ bị loạn. Nên là cứ nghĩ lại đấy ạ. Xem lại ví dụ trên GitHub. Phần này kể cả mấy thằng giỏi tiếng Anh cũng rất dễ bị nhầm. Thử lại đi. Áp lên rồi mà. Migration nè. Đấy, lấy hai cái cuối. Cái đấy tôi toàn tự làm bằng tay. Tôi toàn tự làm bằng tay. Chứ tôi có dùng plugin nào. Nên là chưa biết. Em đang bị sao cái URL nhưng mà chưa biết đọc nhiều đâu rồi. Trong Laravel có sẵn một hàm để giúp chúng ta làm được. Cái string slug. Dạ. Nhớ là cái phần đấy là quá cụ thể. Làm sau này mình quản lý cũng dễ. Đây có một cái. Friendly. FTL slug. Nhưng mà cái này vẫn phải sửa, vẫn phải update lên. Vẫn phải tự viết ra một hàm helper để cập nhật nó. Ví dụ như bài viết, mình thiếu thì bài viết cùng tên. Mình muốn các kiểu check các kiểu cái, nhưng mà cái này mình cái nó không không học tác dụng thực tế không để mấy nữa mấy nơi tôi hướng dẫn nào này dễ lắm. Thằng đấy nó chưa cái học tiền mà chưa thấy những quả gì.
cái task title ở phía sau. Có rồi mà. Chỉ có mấy cái new thôi. Unit test này à? Yeah, unit test có sẵn rồi mà. Không, mấy cái testing mới. Kiểu cái tooling à. Cuối tháng này có là con. Lâu lắm mà không xem. Em chỉ... Giờ lâu lắm mà tôi không quan tâm gì đến công nghệ nữa. Chưa có cái React. Tôi xem đêm 2 giờ sáng lôi nhau để xem. Xong rồi chuẩn bị bỏng nước các kiểu. Như đi xem phim. Như đi xem phim đúng không? Em mới đang thấy thường. Lần này ra con nó nổi tiếng. Bởi vì nó mời nhiều thằng chủ chốt. Hello Swell, Ivan View. Thằng ấy là VGS View. Mấy thằng founder với cả core founder của UI 26 hay 27. Không xem. Mẹ. Nhưng mà có cái gì mới. Nhưng mà không biết nó có livestream không. Bởi vì nó bán cả vé livestream. Thế à? Em thấy bán mấy chục đô. Cái vé livestream tôi tốt nhất là mình đợi nó livestream đâu mình xem. Lên để YouTube tìm. Sức đâu mà mua. Đặt phê đệ. Đặt.
mấy cái công nghệ đấy ra. Đây còn livestream lại chứ không phải là mình xem trực tiếp. Ở New York City. Nó hay up ở trên Lazada, What's One New ấy. What's New in Việt Nam thì là cái trang Twitter của thằng Delos. Em follow nó mấy lần. Follow mấy thằng nữa. Rồi có ai hỏi gì về cái quan hệ đấy không nhở? Một 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 nhiều nhiều một. Tiếp tục nhá. Many to many. Many to many này thì giải quyết vấn đề bài toán gì? Có nghĩ không? Nào, tập trung vào đây. Quan hệ many to many nhiều nhiều thì giải quyết bài toán như nào? Bài toán nào? Cách giải quyết thì bỏ qua đi. Bài toán như thế nào trong thực tế? Có nghĩ không? Quanh chúng ta đầy. Một học sinh có thể học nhiều lớp học. Một lớp học có thể chiếm chứa nhiều học sinh. Một ông lái xe có thể lái được nhiều loại xe. Một loại xe có thể được lái bởi nhiều ông lái xe. Sao đâu? Ví dụ ông lái xe này có bằng A, bằng B, bằng C. Ví dụ đến bằng D là ông có thể lái xe con và xe tải dưới bao nhiêu tấn này, đúng không? Là một ông lái xe với bằng này thì ông có thể lái được nhiều loại xe. Ví dụ như xe ô tô con thì có thể lái được từ bằng B2 cho đến bằng C, D, E, F gì đấy, đúng không? Cũng là nhiều nhiều. Rồi quan hệ gần nữa, một cái thứ rất là gần ngay trước mắt chúng ta, là một user có thể có nhiều quyền. Và trong một quyền trong hệ thống có thể được cấp cho nhiều user. Đúng không? Một bài viết có thể là có thuộc về nhiều category. Được chứ? Được quá đi chứ. Như trong WordPress, các bạn dùng WordPress bao giờ chưa? WordPress, một bài viết có thể thuộc nhiều category khác nhau ở chuyện bình thường. Đó. Một category thì chắc chắn là chứa nhiều bài viết rồi. Đúng không? Đúng rồi. Một thẻ tag. Các bạn viết đọc bài báo hay nó có cái tag ở dưới cuối bài đúng không? Một cái tag đấy có thể là nhiều bài tác cùng một cái. Nhưng một bài có thể tác được nhiều thẻ tác. Xong chưa? Quan hệ nhiều nhiều là quan hệ nhiều nhất ở trên cái cuộc đời này luôn ấy. Đó. Gì? Không, tôi nghĩ đó là cái thuộc thể loại nhiều nhất luôn. Ví dụ thôi nói hơi đi hơi bậy. Rồi. Cái gì? Rồi, bây giờ làm sao giải quyết? Ví dụ chúng ta đang có, nếu tôi vừa nói đến user và role đúng không? Thì chúng ta đang có bảng user rồi, có bảng user info rồi. Bây giờ chúng ta tạo thêm một cái bảng role nữa. PP artisan make 2.model. À nhầm, PP artisan make migration. Create role table. Create user role table luôn. Giải quyết cái quan hệ một nhiều giữa user và role. Một user có thể vừa là member, vừa là author cho hệ thống của chúng ta. Một user vừa có thể là moderator, vừa có thể là author trong hệ thống của chúng ta, vừa được phép viết bài, vừa được phép xóa những cái thằng user khác, chẳng hạn như vậy, đúng không? Thì nó sẽ là phụ thuộc vào cái bảng user role table này. Thì chúng ta sẽ có từ từ đã, để tôi tạo ra cái bảng đã. Đây chúng ta có create role table đúng không? Đây bảng này là bảng role này. Create role
thì bao gồm ID, bao gồm role name, not null. Này. Cắt phần timestamp. Tiếp theo đến user role. Biết bảng user role này có những cái thể loại gì không? Bảng quan hệ, để giải quyết quan hệ của hai bảng với nhau, bảng phụ ấy, thì chúng ta xử lý cái bảng ấy có những cái cột gì còn nhớ không nhỉ? Bảng phụ chỉ cần có hai cột. Hai cột đều là primary key. Đúng rồi, chính xác. Đây là user ID. Đây là role ID. Và chúng ta set cho nó cái table cho đến primary. Trong này là user ID và role ID. Được chưa? Tôi hay đặt bảng quan hệ có đuôi là href, exchange gì đấy, không nhớ, reference gì đấy, nhớ lắm. Bảng này chúng ta chỉ có mỗi cái ID và cái role thôi. Đây là increment nhé. À không, cái này để là integer. Xin lỗi, tí nhầm đấy. Riêng bảng role này nhá, những cái bảng liên quan đến cái trò là config ấy. Như nào gọi là config? Ví dụ như kiểu là trạng thái này. Trạng thái của một bài viết chúng ta có trạng thái là đang nháp, trạng thái là đang chờ duyệt, trạng thái là đã duyệt, trạng thái là publish. Đúng không? Đã xuất bản. Thì những cái trạng thái ấy, chúng ta đừng có nghịch ngu mà viết là 1, 2, 3, 4 nhé. Biết vì sao? Nhớ sau này đẻ thêm một trạng thái nữa thì nhét vào đâu? 2,5 à? Lỡ để là integer rồi làm sao để 2,5 được? Đúng không? Cho nên những cái thứ mà liên quan đến trạng thái thì chúng ta để cách ra ít nhất là 10 đơn vị đâu thôi. Còn như bọn tôi hay làm là để hẳn ra 100 đơn vị. Được chưa? Ví dụ như member bình thường là role của họ, cái role ID là 100. Super admin thì role là 1900. Để cách hẳn như vậy, sau này thêm bao nhiêu role cũng được. Nhá. Học đâu? Nghe quen quen. Mà chắc chắn bọn này kiểu gì cũng được nghe rồi. Nhắc đi nhắc lại. Chẳng qua tôi không nhớ thôi. Rồi. Chúng ta migrate hai cái bảng này. Sau đó chúng ta sẽ có thêm hai cái bảng nữa là bảng role, thì tôi sẽ thêm dữ liệu ở đây. Ví dụ 100 là member, 300 là author, 500 là mod, 900 là admin. Xong. Được chưa? Tiếp theo đến bảng user role. User role thì tôi sẽ có ông user 1 vừa có quyền là 100 là member, ông user 1 này vừa có quyền là 900 là admin, ông user 2 vừa có quyền là 300 vừa có quyền là 500. Đấy, đây là thể hiện quan hệ nhiều này. Được chưa? Vậy thì lại áp dụng cho cái quan hệ nhiều để chúng ta giải quyết như nào trong code PHP. Lại quay về với cái web này, lúc nãy tôi có lấy ra một user đúng không? Đây, cái user ID này nhập vào đây rồi. Thì đây là lấy ra thông tin, ok, tôi comment vào. Đây là get user info 11. Bây giờ giải quyết quan hệ một nhiều. À, nhiều đám nào. Đọc rồi, đọc lý thuyết rồi. Giờ giải quyết sao? Many to many. Giải quyết như nào?
many to many. Hiểu? Giải quyết kiểu gì? Ô, thế nãy giờ ông làm gì? Chả liên quan đến việc máy lát. Luân à? Đang ngắm ruồi. Ông nói đùa ấy thôi. Có đọc đau chưa? Vì sao chưa? Để nãy giờ là để rất là lâu rồi ấy nhá. Cái gì mà belong to many cho vòng lặp liên thuyên gì ấy? Tú à? Hả? Rồi, để cho thêm 5 phút nữa. Đây, đọc cho tôi cái này. Many to many. Tất cả tìm hiểu thôi. Đẩy cái gì lên mà lắm thế không biết. Trời ơi. Okay. Này có chết được không?
biết nhầm. Giờ này là cái mẹ gì ta? Ngày nào cũng là thẳng lắm. Núi hoặc là núi ở đây mua rồi. Sao mình lỗi nhỉ? Belong to many road.
user cho cái role. Đúng rồi nhỉ? Nhéo ra. Cái thật. User ID, role ID. Sao xong chưa? Tú. Cứ lần nào gọi cũng giật mình thế. Ờ rồi, như nào? Đây hiện tại tôi đang tình huống của chúng ta đang có. Tôi có một bảng là user role xrep này. Được chưa? Có hai cột là user ID và role ID. Xong chưa? Để refresh lại. Được chưa? Có một bảng role ID 100, member author 300, mod 500, admin là 900. Yeah. Chúng ta map user ID 1 có các role là 100 và 900. User ID 2 có role là 300 và 500. Đây là user của chúng ta. Đâu nhỉ, bảng user đâu nhỉ? Đây bảng user đây. 1 2. Yeah. Bây giờ làm sao để từ bảng từ lấy đăng ở đây là nhầm, đây là user. User lấy ra được role. Làm kiểu gì? Từ bảng user thì model. Model user. Belong to many. Model rồi. Tham số thứ hai là bảng chúng ta. Rồi. Tham số thứ ba là. Tham số thứ ba là gì? Khóa gì? Đây. Khóa chính của cái bảng hiện tại. Tiếp theo là khóa chính của cái bảng còn lại. Đây là hai cái khóa của trong bảng user xrep, bảng quan hệ. Được chưa? Test phát. Xem sao nhé. Member. Admin. Dạ, test ID bằng 2. Ra hai cái. Một cái là author. Một cái nữa là mod. Được chưa? Đây là quan hệ nhiều ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Được chưa? Tất nhiên giống như với cái một nhiều, chúng ta có thể order where các kiểu thoải mái như bình thường. Được chưa? Đây là chính là cái logic. Quan trọng thường thường cái này người ta sẽ hay để là hai cái thôi. Thường để là hai cái thôi. Là cái bảng trung gian. Đây là bảng trung gian và để đây là cái model sẽ kết nối đến output ra. Như nào? Tôi đẩy code lên nhá. Đấy là hai cột của bảng trung gian. Có, đây cột đây này, cột trong bảng trung gian này này. Nếu nhưng mà lưu ý cho tôi một cái, đây là do tên chúng ta đặt ngẫu nhiên nó chuẩn thôi. Được chưa? Đây là do chúng ta đặt ngẫu nhiên mà nó chuẩn thôi. Được chưa? Bởi vì cái logic của thằng Laravel nó bắt đấy, đó là đây là bảng kết nối đến bảng quan hệ nhiều kia là user, đúng không? Thì cái foreign key ở bảng quan hệ sẽ là user ID, user gạch dưới ID. Chứ nó đặt ngẫu nhiên là nó trúng thôi. Còn nhiều khi người ta đặt không đúng cái tên là user gạch dưới ID đâu. Được chưa? Người ta viết luôn là user ID thì sao? Thế cho nên là chúng ta vẫn phải có cái tham số thứ 3 và thứ 4 là tên của hai cái cột nằm trong cái bảng quan hệ. Được chưa? Đó, lưu ý. Còn thứ tự như nào thì không quan tâm. Không cần quan tâm. Được chưa nhỉ? Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể bê ngược lại cái này, vứt vào trong user role, à đây là trong bảng role, vứt vào đây cũng được. Đây là app trỏ đến user này, map ở trong user role xrep. Đây tôi sửa được thành user sc. Đó,
đã trả chúng ta một cái array. Đẩy code. Có cả migration các thứ các kiểu đấy nha, tôi chưa làm seeding cho hai cái bảng này thì các bạn tự tạo ra thêm trực tiếp vào trong DB ấy. Được chưa? Rồi, chúng ta nghỉ 5 phút, 10 phút. Đấy là hết qua mấy quan hệ đấy. Đẩy code lên rồi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quân đời quân dân con em ơi. Đi tiệm mình áo thôi. Đấy. Không hiểu ông vì sao ông ra luôn. Chả liên quan đến cậu.
Đang không hiểu vì sao của nó không ra hạn đấy. Không liên quan đến cổng. Am asset liên quan gì đến cổng? Asset cái image này. Nó không hiển thị được cái ảnh ra ngoài này. Thế chắc là cái ba sai rồi. Cái ba từ click. Để tí tôi check lại. Chả có chuyện không ra được. Cột cái này bao nhiêu năm rồi, chưa thấy sai bây giờ. Được chưa nhỉ? Rồi, tập trung vào đây. Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Vừa xong đến 3 buổi, vừa xong là chúng ta 4 buổi chứ. Chúng ta làm quen với Round, làm quen với Eloquent, đúng không? Nhưng mà trước khi chuyển sang phần khác, tôi muốn nhắc chúng ta một phần nữa. Đó là khi code chúng ta lưu ý cho tôi về cái đảm bảo cái dữ liệu của chúng ta khi mà update, insert, delete. Tức là những cái gì liên quan đến việc là tương tác cơ sở dữ liệu. Lấy ra thì không nói gì nhá. Lấy ra có thể lỗi, nhưng mà insert, update, delete, đặc biệt là thằng delete, thì chúng ta phải đề phòng. Nhỡ delete không được hay là update, insert không được thì phải trả lại dữ liệu cho người ta như cũ. Cái khái niệm đấy người ta gọi là transaction. Được chưa? Thì ví dụ như ở trong này, trong trường hợp tôi, đây là cây, là cây tôi tạo, cây tạo mới nhá. Đây cây tạo mới này. Được chưa? Trước khi xếp xuống, gán thì tôi không quan tâm. Trước khi get xếp xuống thì chúng ta phải db 2 chấm begin transaction như nào nhỉ? Không nhớ cái, không biết là viết hoa viết thường như nào cơ. Laravel db begin transaction. Đây rồi. Đây rồi. DB transaction này. Yeah. Thì chúng ta sẽ có ở trong phần này là begin transaction. Chả biết viết này đúng không. Xong sau đấy ở trong đoạn save chúng ta thường thường là try. Try. À, nhầm, try viết như này. Đẩy model save lên. Catch. Catch. Và đây là exception. Đó là ex. Ở trong này nếu mà rơi vào trường hợp catch, tức là khi mà save nó không được, thì chúng ta phải thực hiện là db cái gì, transaction rollback hay sao, chả nhớ lắm, không nhớ cú pháp. Đây đây db begin transaction. Db begin transaction. Nếu lỗi thì tiến hành db rollback. Còn trong trường hợp mà save thành công, chúng ta thực hiện là db commit ngay sau thằng save này và thực hiện những cái việc khác. Được chưa? Để làm gì? Ví dụ như lúc nãy chúng ta có cái cột category đúng không? Trong category của chúng ta, tôi xem lại cái design của nó. Đây, nó là not null đúng không? Tôi cố tình set cho kết bằng null. Model trỏ đến get name bằng null. Được nhá. Cố tình trỏ đến get name bằng null. Và khi mà rollback xong thì chúng ta phải DD ra là error. Ví dụ như kiểu là ex trỏ đến get message. Như này chẳng hạn. Chưa? Đây là insert get đúng không? Chuyển một cái get name. Thấy không? Đây là lỗi rồi nhá. Xong chưa? DB của chúng ta không thay đổi gì này. Nhưng mà từ từ đã chưa chắc là đã không thay đổi gì đâu. Lúc này đang đến 9 đúng không? ID là 9. Xong chưa? Thế vậy thì bây giờ chúng ta insert thành công thì nó thành cái gì? Rồi. Mượn ớ. Này lỗi này. Nó lỗi này là lỗi trước khi insert cơ.
Thì thực ra ấy, cái thằng rollback này nếu mà đúng logic ra, đây là bởi vì bảng của chúng ta đơn giản, nó khi mà chúng ta insert vào nó chỉ là gặp lỗi ngay khi chúng ta insert thôi, chứ nó chưa động chạm đến database cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta insert xong thằng category này mà chúng ta insert thêm những cái bảng khác liên quan đến category nữa, thì á, một khi bất kỳ dòng code nào ảnh hưởng đến DB bị lỗi, nó sẽ rollback lại toàn bộ cơ sở dữ liệu tại cái thời điểm begin transaction. Tức là lỡ input vào rồi, lỡ insert vào rồi là cái ID lên 10 đúng không? Nhưng mà đến insert bảng sau nó bị lỗi. Được chưa? Nếu insert bảng sau nó bị lỗi, à, để tôi test lại, để tí nữa test lại nhá, thì nó sẽ rollback toàn bộ lại, tức là nó xóa cái bảng ghi của ID bằng 10 đi. Lần sau insert mới vào thì ID tiếp theo sẽ là 11. Cái logic của nó là như thế, để tôi thử lại nhá. Ở đây tôi set get bằng get name có này. Tôi sẽ lấy thêm một cái post nữa bằng new post. Sau đó cái post này của tôi cho đến title bằng null, không biết có được null không? Bạn check lại cho tôi cái DB xem nó có được null không. Đây title nó null nhá. Để tôi cứ xếp xuống, thằng này chắc chắn nó xếp thành công đúng không? Nhưng mà khi xếp thằng này post cho đến xếp như này, nó sẽ bị lỗi đúng không? Thì chúng ta test insert lỗi rồi, insert get đúng không? Rồi lỗi rồi, title bằng post, nhưng mà cái bảng category của chúng ta có nhỉ, cái category của chúng ta nó không ảnh hưởng gì đúng không, vẫn giữ nguyên. Theo lý là nó phải insert một bản ghi vào đây rồi, bởi vì xếp xong một cái thì nó ảnh hưởng đến cái khác đâu, đúng không? Bây giờ chúng ta insert thành công lại một cái nữa, bỏ thằng này đi, insert lại thành công này, bỏ DB ra, thấy không? Cái 11 đâu rồi? Nó bỏ qua cái 11 luôn, bởi vì lúc nãy là nó đã insert thành công rồi nhá, nó insert thành công rồi. Sau đó là trong quá trình insert cái bảng khác nó bị lỗi, được chưa? Thì nó xóa toàn bộ những cái thứ mà vừa rồi vừa insert hoặc update thành công đi, được chưa? Lần sau các bạn insert vào cái index nó đã từng tăng lên 1 rồi, bây giờ nó sẽ chồng lên thêm một cái nữa. Như vậy thì khi mà các bạn sử dụng transaction, khi các bạn sử dụng cái transaction này thì nó sẽ đảm bảo cái dữ liệu của chúng ta được an toàn. Đó, code cực dễ, begin transaction tương vào trong cái try catch. Thường thường cái catch này này bọn tôi hay dùng như này, đẩy ra lỗi thì rõ ràng rồi, nhưng mà bọn tôi hay sử dụng là sược log ... warning error. Ở đây là ghi text nhá, đây là ví dụ thiện th gạch ngang error, sẽ có cái cách để cho chúng ta ghi cụ thể lại lỗi ở hàm nào, ngày nào, giờ nào luôn. Error 2.$ex get message cộng với cái đoạn này. Xong, bây giờ tôi sẽ vào cái file log storage log Laravel log xóa trắng đi. Bây giờ tôi sẽ sửa lại cái mớ lúc nãy để cho nó lỗi nhá. Bây giờ lỗi rồi nhá. Lỗi này. Để chúng ta kiểm tra file log. Ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây. Đây là môi trường phát triển ở local. Đây là cái lỗi, cái thiện th error này. SQL lỗi ghi lại luôn. Ngày, tháng, năm. Được chưa? Đây là biết thêm hai cái nữa, một cái là transaction, một cái là log. Log kể cả đừng nghĩ là chỉ có thành công với log nhé. Đừng nghĩ như vậy. Sau này chúng ta làm bất kỳ cái gì cũng phải log vào. Ví dụ như kiểu là insert, select, update, delete, log hết. Bởi vì nó chỉ là file text thôi mà. File log này là file text. Cho nên chúng ta muốn log cái gì vào log thì nó sẽ ghi lại được lịch sử của các cái action ở trong hệ thống của chúng ta. Được chưa? Cái phần transaction này chắc chắn các bạn học rồi.
thằng nào chưa tắt vỡ mồm ngay. Chắc chắn các bạn học rồi, kể cả học với database, học với Java hay bất kỳ ngôn ngữ nào có tương tác với cơ sở dữ liệu, chắc chắn đã học rồi. Nhưng mà chúng ta không nhớ, và chúng ta chưa đến cái tầm quan trọng là chúng ta không nhớ được. Cho nên là một khi tôi đã nhắc rồi ấy, thì cố gắng áp dụng nó vào. Các bạn áp dụng được thêm những cái này thì người ta sẽ càng đánh giá các bạn cao hơn thôi. Chứ không có cái gì mà thiệt cả. Được chưa nhỉ? Tạo ra một cái transaction, lock vào. Chỗ nào có khả năng, những cái chỗ liên quan đến sếp sếp này này, là cái những cái chỗ mà dễ gây ra lỗi nhất và có khả năng gây ra lỗi nhất. Cho nên là bắt buộc phải tương vào trong cái try catch và ghi lock, cũng như là tạo áp dụng cái transaction cho nó. Được chưa? Lưu ý cho tôi. Còn lock thì dễ lắm. Lock thì đây, sược lock, erode. Nó có 4 loại lock thì phải. Lock đầu tiên là lock info này, lock erode này, lock warning này. Một cái lock gì thì quên rồi. Lock status thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm. Các bạn có thể search thêm về cái lock. Còn dùng lock thì cái này á. Lock 2.2.erode. Viết text gì thì vào phải viết. Thích viết cái gì viết. Được chưa? Tiếp tục sang phần tiếp theo. Là chúng ta sẽ đến phần view. Controller vứt đấy tính sau. Cái thằng đấy nó chỉ là thằng cầu nối thôi. Chúng ta cứ hiểu đầu và cuối. Còn nối từ khác nó gán nó với nhau. Không có gì phức tạp cả. Tiếp theo đến view. Thì chúng ta round. À thôi tôi không có lấy round nữa. Ví dụ tôi lấy luôn thằng list. Đây thằng search này nhá. Đấy thằng search này nhá. Tôi thay bằng cái việc DD kết này đi. Comment vào tôi để cái list post ban đầu ra. Cái này nó lấy ra rất nhiều dữ liệu đúng không? Đây lấy ra rất nhiều dữ liệu đúng không? Bây giờ để tôi không muốn DD nữa. DD nhìn dữ liệu nó xấu lắm, không ai chơi với cái thằng đấy cả. Với lại DD thì chúng ta không kích và bắt được. Đúng không? Tôi muốn làm cho nó cái giao diện cho nó đẹp đẹp một tí. Thì thôi, các bạn cái này các bạn học rồi đấy. Không tính mấy thằng vào sau. Những cái bạn đã học từ đầu khóa thì chắc chắn là học rồi. Return view. Tên view. Được chưa? Tên view thì nó áp dụng ở đây. Trong thư mục này. Các bạn hoàn toàn có thể chia ra. Ví dụ ở đây là cái phần quản lý về category đúng không? À, post đúng không? Thì chúng ta có thể là new folder là post. Tạo ra một bản, một cái view mới. Tên là list.bullet.php. Xong. Thì ở ngoài này tôi sẽ trỏ đến cái view tôi muốn trả ra về cái view này. Thì tôi sẽ là post.list. Đây là tên thư mục này. Cứ cái gì chấm trước cái dấu chấm thì là tên thư mục. Các bạn chấm thích chấm hàng chục, hàng trăm cái thì tùy. Nếu mà thư mục của các bạn chịu được. Đấy chưa? Thích chấm như nào chấm. Còn ở cái cuối cùng đằng sau dấu chấm thì nó tên là tên view. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta truyền dữ liệu ra. Truyền dữ liệu chúng ta có cách cơ bản là như thế này. Các bạn đặt tên. Đây là tên biến sẽ tồn tại ngoài view. Tôi đặt là ví dụ thiện th đi. Cái gì cũng thiện th. Trỏ đến. List post. Đây, đẩy ra ngoài. Được chưa? Ở đây tôi không dd gì nhá. Các bạn nhìn thấy không? Tôi không dd gì cả. Đến ngoài view này. List thì chúng ta có a cộng foi. Này quen không? Thiện th s element. Đây tôi để một thẻ div. Tab một cái. Đây là đẩy ra là echo, echo là dùng như này. Thì giờ học blade view rồi đúng không? Element trỏ đến title. Xong. Xong rồi đấy. Để ra ngoài view. Đây là search đúng không? Được chưa? Đấy rồi. Biến ở ngoài view chúng ta dùng là biến gì? Biến này. Đây này. Foix này. Đúng không? Thì cái này quy định là cái tên biến sẽ tồn tại ngoài view. Còn cái này quy định là cái dữ liệu của cái biến đấy nó sẽ là như thế nào. Truyền ra ngoài. Đây là một cách. Còn cách nữa. Cách này dễ hơn. Nhớ được cái này chưa? Rồi. Tiếp theo đến cái khác. Compact. Tên biến listport. Compact listport. Thì ở đây sẽ đẩy ra sửa đây thành listport. Kết quả như nhau. Được chưa? Compact. Hàm compact nó sẽ đẩy ra cái giống như vừa rồi.
gì anh? Làm gì không? Đấy, compact thì sau khi compact xong thì nó sẽ ra một cái array có key là tên là như này, value là của biến như này, tên như này luôn. Được chưa? Đấy là hàm compact. Thế nếu mà cái compact này nhìn như này nó có một tham số rồi, đúng không? Thế làm sao truyền được ra nhiều biến? Ví dụ như ở đây tôi tạo ra một cái biến, đây là biến age nữa, bằng 500, tôi 500 tuổi rồi. Đẩy sang kết như này luôn. À, age, nhầm, xin lỗi, age. Đẩy ra ngoài luôn. Có bao nhiêu biến muốn truyền ra ngoài bằng compact cứ phẩy thoải mái. Được chưa nhỉ? Phẩy thoải mái. Ra ngoài này tôi sẽ DD, à, tôi sẽ hiển thị ra cái thằng compact, à, cái thằng age kia. Age. Rồi tôi BR xuống. Thế 500 chưa? Đấy là cái tác dụng của thằng compact. Và truyền view, à, truyền biến ra ngoài view. Còn lấy dữ liệu thì các bạn đi mà lấy từ model, từ ghi lục quần. Tôi không dạy lại nữa. Cái gì dạy xong thì thôi. Được chưa? Đấy, view nó có thế đó, hết phim rồi. Không còn cái gì nữa à? Xong rồi. Tiếp tục. Nếu mà về home, đâu có cái trang homepage này, homepage này đúng không? Nếu các bạn thích về home, ở đây thường thường kết thúc một cái list nó có hay có cái link về trang home hay là về cái gì chỗ nào đấy đúng không? Chúng ta có cái thẻ A, href bằng, đây là echo này, gọi giá trị của hàm root string homepage, đây là back, đây là homepage. Xong. Cái homepage, đẩy vào homepage. Thấy chưa? Hết phim không? Ngoài ra không còn gì cả. Rồi các bạn thích dùng, bởi vì đây là một trang HTML, thích dùng thư viện nào thì dùng. Ví dụ nhá, tôi có CSS, tôi có cái file là file main.css. Giờ trong này tôi viết là color, nhầm, sorry, sao, color bằng cái gì giờ ta? Green. Rồi, sao green. Thì trong cái view của chúng ta muốn import cái thằng của nợ kia, cái thằng main này vào. Thích import cái gì thì import nhá. Được chưa? Thì chúng ta cũng dùng thẻ link như bình thường. Được chưa? Href này thì nó có thêm một cái là cũng echo asset. Cái ass, cái hàm asset này này, tức là trỏ cái đường dẫn đến cái thư mục public. Trỏ đến public rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc trỏ đến các thư mục phía trong và trỏ đến file thôi. Là css sược main.css. Xong. Xong màu xanh chưa? Ở đây có đứa nào bị mù màu không? Ờ không, đứa nào bị mù màu thì chắc là nhìn rõ màu xanh. Bởi vì mù màu nó mới không nhìn được màu xanh đâu. Được chưa? Đấy. Cái asset này thì tất cả những cái đường dẫn liên quan đến thì tất cả những cái đường dẫn liên quan đến thư mục public thì là asset là chọn thẳng thư mục public rồi. Được chưa? Sau này khi upload ảnh ấy thì nó sẽ lưu vào trong, nếu mà để mặc định thì thư mục upload ảnh sẽ lưu vào trong thư mục là storage trong kia cơ. Thì chúng ta cũng có một hàm link đến cái thư mục storage đấy. Nên không phải lo vấn đề đấy cả. Không phải lo vấn đề đấy. Tính sau. Được chưa? Rồi bây giờ làm cách nào đấy tải được cho tôi về cái thư viện Bootstrap ốp vào trong này, ốp vào trong public, ốp vào trong thư mục public, sau đó hiển làm thế nào đấy hiển thị cho tôi danh sách của toàn bộ các cái bài viết. Tất nhiên là bỏ cái content này nhá, đừng nhét cái content vào đấy, thông kinh lắm. Được chưa? Chỉ là ID bài viết này, tiêu đề bài viết này, thế thôi, mỗi thế thôi. Và phải tương được cho tôi cái Bootstrap à? Luôn và ngay. Luôn và ngay. View thì nó là dễ nhất của đất rồi. Layout ý là ta học rồi. Hôm trước đã dựng được cái layout trang admin rồi đúng không?
bài hôm nay mày làm bê cho mày thì nhớ nhá, để bài ấy, về nhà bê cái hôm trước dựng vào cái project MVC composer đấy bê vào đấy cứ sao này bởi vì cách dùng nó tương tự không khác. Rồi để xem cậu giúp bà set up cái cấu trúc tư ở trong cái public như nào. Đứa nào sắp pop set up vớ vẩn cứ chửi cho. Đừng nói với tôi là bây giờ không nhắc được cái chuyện bút sáp vào đây. Nó tính gì vậy? Cái tính này bao nhiêu bài? Lúc nào là dòng này? Gì? Mày làm gì có mà mất? Trước anh em cũng có nhưng mà cái MBLD gì? Ừ. Có lên lớp, nhìn group lớp gì cả quá. Chứ không, mày không khó chờ được có chiều lắm. Vừa nói xong, thì cái đó cũng đây. Thì vừa nói cũng đây. Đó, cái này thì... ID và title. Cứ lấy cái code, dữ liệu nó bị cơ các bạn. Dẹp cái kế hoạch đi, xong. Đồng đúng không? Đồng với đạn. Đạn, đồng với đạn. Ông bị đang một cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Cái lỗi gì không? Và phải bỏ ngay đi. Đó là khi mà các bạn đi làm ấy, gặp một cái vấn đề gì đấy mà làm đi làm lại khoảng 5 lần rồi nó không ra, giật mẹ đi làm khác. Đúng không? Tôi nói thật đấy. Giật nó đi làm khác đã. Có một quá. Xong rồi sau đấy làm xong xuôi không còn việc gì làm, ông quay lại làm tiếp. Bây giờ ở đây ông đang có rất nhiều thứ để làm, ông không làm cứ quay ra quay vào với cái ảnh, chả giải quyết vấn đề. Thật đấy, nói thật đấy, dẹp nó đi làm khác đã. Thế thì như vậy, câu nào khó bỏ qua luôn. Mà làm sao biết tất cả cái chức năng mới làm tiếp. Rồi, cũng tay hiểu. Rồi, tìm cho bạn xưng. Rồi, rồi. Cái cuối cùng đã hiểu. Rồi, thế đi thôi. Lớp mình là đến buổi nào rồi tôi giờ tôi không biết nữa.
Và mình nữa xong cái controller thì tôi sẽ hướng dẫn thêm tại cấu trúc và position structure. Phải chấm tay của nó như nào? Thank you.
có cái gì trang đấy tôi làm. Ngọc Giang về nhà đi ngủ rồi. Tuấn, Linh, Trâm, Nhàn, Toan, Giang.